Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin sáng nay sẽ có những thông tin chính đáng chú ý sau: siết chặt công tác quản lý xuất nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19; huyện Nga Sơn tập trung tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp quy mô lớn; đoàn viên thanh niên huyện Thiệu Hóa sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp và khó lường của dịch COVID-19, lực lượng an ninh đối ngoại và quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động nắm chắc tình hình, siết chặt quản lý, kịp thời phát hiện ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phát hiện 717 công dân Thanh Hóa và 22 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào tỉnh, đồng thời rà soát phát hiện 58 trường hợp xuất cảnh trái phép đi lao động bất hợp pháp ở nước ngoài. Công dân của Thanh Hóa là nhập cảnh trái phép, đa số là các lao động xuất cảnh đi Trung Quốc và trở về thì bị các lực lượng chức năng bắt giữ và đưa đi cách ly. Người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn chủ yếu là người Trung Quốc và vào địa bàn để mà tiếp tục đi vào các tỉnh phía Nam để tìm kiếm việc làm hoặc là sang Lào, Campuchia, và cũng có một số trường hợp thì vào Thanh Hóa để tìm kiếm việc làm hoặc là hoạt động các hành vi vi phạm pháp luật. Và qua triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ thì cơ bản tình hình về xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát. Bên cạnh việc tăng cường đấu tranh ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, đối với số chuyên gia lao động kỹ thuật cao nhập cảnh vào địa bàn, Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai phương án, kế hoạch đón, giám sát, cách ly, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Đối với người nước ngoài lưu trú trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở lưu trú ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã có hơn 12.700 lượt người nước ngoài đến từ 76 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tạm trú trên địa bàn Thanh Hóa. Từ ngày 18 tháng 6 đến nay, huyện Thường Xuân ghi nhận 2 ca mắc và tái dương tính với virus SARS-CoV-2, đều là người địa phương về từ nước ngoài, tỉnh ngoài. Huyện Thường Xuân đã nhanh chóng triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch lây nhiễm trong cộng đồng. Huyện Thường Xuân đã tập trung cao độ điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2, F3 để có biện pháp cách ly tránh lây nhiễm trong cộng đồng, yêu cầu các xã thị trấn phải nắm chính xác số công dân đi làm ăn, sinh sống, học tập ở các địa phương khác về địa bàn, số công dân ở các tỉnh, thành phố có dịch về hàng ngày để có phương án xử lý. Tính đến 18 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2021, huyện Thường Xuân có trên 6.700 người đang làm ăn sinh sống ở các tỉnh trong cả nước, trong đó hơn 4.000 người đã trở về địa phương. Huyện đã thực hiện cách ly tại nhà 716 người, số người được thực hiện cách ly tập trung tại huyện là 47 người. Chủ động rà soát con em lao động đang làm ăn ở ngoài địa phương, liên hệ và xác định rõ xem có là thời điểm nào về địa phương, đặc biệt là con em từ các vùng dịch, lịch trình đi về như thế nào đều phải kiểm soát và thông báo trước cho ban chỉ đạo xã. Đến nay, 100% số thôn xóm tổ dân phố trên địa bàn huyện Thường Xuân đã kích hoạt lại hoạt động các tổ giám sát phòng chống dịch COVID-19 để kiểm soát công dân ra vào địa bàn, theo dõi biến động nhân khẩu, nhất là người trở về từ vùng dịch, đồng thời tăng cường tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Để đảm bảo nhu cầu thuốc phòng chống dịch COVID-19, thuốc điều trị các bệnh khác cũng như đảm bảo việc bình ổn giá thuốc, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh. Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế chú trọng đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ kịp thời các thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu điều trị cho người bệnh mắc COVID-19, đặc biệt với các thuốc khan hiếm nguồn cung ít hoặc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam mà được khuyến cáo sử dụng trong điều trị COVID-19, đồng thời chỉ đạo các bệnh viện, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ và thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về quản lý giá thuốc. Đặc biệt, các đơn vị không được lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để đầu cơ găm hàng và đẩy giá thuốc tăng cao. Các sở y tế chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở kinh doanh rà soát năng lực bảo quản, vận chuyển, tiếp nhận vaccine phòng COVID-19 phục vụ chiến dịch tiêm chủng toàn quốc, sẵn sàng tham gia khi được yêu cầu. 6 tháng năm 2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khám cho trên 99.100 lượt bệnh nhân ngoại trú, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm 2020.
số lượt bệnh nhân nội trú đạt gần 38.000 người, tăng 10%. Trong 6 tháng qua, bệnh viện đã triển khai được nhiều kỹ thuật mới, đặc biệt có một số kỹ thuật hiện đại như tim phổi nhân tạo ECMO, hạ thân nhiệt chỉ huy, điều trị suy tĩnh mạch bằng laser nội mạch, sinh thiết tuyến tiền liệt qua ngã ba trực tràng, phẫu thuật cắt thanh quản bán phần, toàn phần. Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, sự nỗ lực nâng cao chất lượng các hoạt động của bệnh viện đã đáp ứng ngày càng cao nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Bản tin theo ngày mới sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Tổng cục Thuế, 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế quản lý đạt trên 656.300 tỷ đồng, bằng 58,8% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt trên 637.000 tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán. Kết quả thu đạt khá chủ yếu do đà tăng trưởng kinh tế cuối năm 2020 và tăng từ một số nguồn thu được hưởng lợi từ các chính sách tài khóa tiền tệ năm 2020. Một số ngành tăng trưởng cao như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất, lắp ráp ô tô. Theo nhận định của Tổng cục Thuế, thu ngân sách những tháng cuối năm đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng từ đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư. Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã khuyến khích tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia nghiên cứu, chọn tạo, phát triển sản xuất kinh doanh giống cây trồng nhằm tạo ra bộ giống đa dạng áp dụng vào sản xuất, qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp. Tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng. Theo đó, mức hỗ trợ nghiên cứu, chọn tạo giống lúa lai F1 là 700 triệu đồng một giống, 500 triệu đồng đối với giống lúa thuần chất lượng, 500 triệu đồng đối với giống ngô và 300 triệu đồng đối với giống mía. Chính sách đã khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia nghiên cứu chọn tạo và sản xuất được 9 giống cây trồng mới phục vụ sản xuất. Qua đánh giá, những giống cây trồng mới đều có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp hội nông dân tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng được thêm 9 chi hội nông dân nghề nghiệp với 244 hội viên, 92 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 697 hội viên. Với 5 tiêu chí, cùng lĩnh vực sản xuất, cùng mối quan tâm, cùng sẻ chia, cùng trách nhiệm và cùng hưởng lợi, hội nông dân tỉnh Thanh Hóa đã rà soát, lựa chọn các mô hình sản xuất tiềm năng của từng địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện. Hội cũng ưu tiên phân bổ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân và các nguồn vay khác hỗ trợ các chi tổ hội nghề nghiệp hoạt động. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho hội viên. Các thành viên trong chi tổ hội đã hỗ trợ nhau về vốn, kinh nghiệm phát triển sản xuất, đồng thời đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao giá trị sản xuất. Đây vừa là cầu nối, tạo sự gắn kết các hội viên với nhau, vừa mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho nông dân, hướng đến sản xuất hàng hóa bền vững. Sau 2 năm triển khai kế hoạch tích tụ tập trung đất đai sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2017-2025. Đến nay, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tích tụ tập trung được 270 ha. Từ đó đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Được sự hỗ trợ của xã, cuối năm 2019, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Vạn Hoa đã thuê 4 ha đất của 30 hộ dân thôn Phương Phú, xã Nga Thạch với thời hạn 30 năm. Để sản xuất rau quả ứng dụng công nghệ cao. Theo hợp đồng, công ty sẽ trả tiền thuê đất bằng lúa mỗi vụ, đồng thời thuê lao động của các hộ để sản xuất. Ngoài ra, xã cũng hỗ trợ 3 triệu đồng một sào cho các hộ tham gia mô hình tích tụ ruộng đất. Trung bình mỗi năm, công ty sản xuất hơn 100 tấn dưa vàng, dưa lưới cho thu hoạch trên 3 tỷ đồng. Năm 2020, sản phẩm dưa vàng Vạn Hoa và dưa lưới Vạn Hoa được công nhận đạt chuẩn 4 sao OCOP cấp tỉnh. Chúng tôi thấy là cái chính sách được tích tụ đất đai này nó rất chi là tốt và phù hợp cho các doanh nghiệp, các đơn vị mà muốn làm cái diện tích quy mô lớn. Thì chúng tôi rất muốn là mở rộng thêm các diện tích, nâng cao cái sản lượng cho doanh nghiệp và cũng rất mong là địa phương hỗ trợ cho chúng tôi là có thể là tích tụ được thêm nhiều diện tích nữa để chúng tôi có thể là đầu tư và sản xuất. Để thực hiện tích tụ tập trung đất đai, huyện Nga Sơn đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã thực hiện theo năm và cả giai đoạn. Huyện chỉ đạo các xã phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường lựa chọn cây trồng vật nuôi chủ lực, hướng dẫn địa điểm và phương thức tổ chức sản xuất phù hợp. Bên cạnh đó, huyện cũng tạo mọi điều kiện để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, khuyến khích xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn dựa theo quy hoạch sản phẩm chủ lực của địa phương, gắn sản xuất với tiêu thụ theo chuỗi giá trị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Những diện tích đất được tập trung tích tụ chủ yếu xây dựng các mô hình trồng trọt rau quả, trang trại tổng hợp, nuôi trồng thủy sản chăn nuôi. Theo đánh giá của địa phương, sau tập trung tích tụ đất đai, giá trị sản xuất trồng trọt tăng 20%, chăn nuôi tăng 130%, nuôi trồng thủy sản tăng 15%.
trong 6 tháng đầu năm đã tích tụ được gần 10 hecta để sản xuất cùng một loại giống, cùng một thời điểm và sử dụng cùng một phương thức, thì nhân dân rất là phấn khởi. Và từ cái mô hình này thì cái chi phí nó được giảm xuống. Với những cái vùng đất xấu đất xa mà sản xuất kém hiệu quả thì xã chúng tôi đã đưa vào để quy hoạch sản xuất thành cái vùng là mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp. Năm 2021 này thì chúng tôi đang tiếp tục là tích cực vận động tuyên truyền để thực hiện theo cái chỉ tiêu của huyện giao, là diện tích mô hình nhà lưới là phải thực hiện được 7.000 mét vuông. Thì hiện nay thì chúng tôi đã thực hiện được khoảng 50% diện tích rồi. Việc tập trung tích tụ ruộng đất đã giảm số hộ canh tác, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tuy nhiên, tiến độ tích tụ tập trung đất đai trên địa bàn huyện Nga Sơn vẫn chậm, do nông dân vẫn e ngại, không muốn cho thuê đất lâu dài. Doanh nghiệp sợ rủi ro cao, quy mô tích tụ còn nhỏ lẻ. Huyện Nga Sơn đang xây dựng một số cơ chế hỗ trợ khuyến khích tích tụ đất đai, như hỗ trợ cơ sở hạ tầng vùng tích tụ, đầu tư làm đồng bộ hệ thống kênh mương, hỗ trợ doanh nghiệp một phần kinh phí sản xuất ban đầu. Nga Sơn phấn đấu sẽ hoàn thành mục tiêu tích tụ tập trung 900 hectare đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn giai đoạn 2019-2025. Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, ngày càng có nhiều đoàn viên thanh niên lựa chọn lĩnh vực sản xuất chế biến nông sản để khởi nghiệp. Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nên nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do đoàn viên thanh niên làm chủ đã bước đầu gây dựng được uy tín thương hiệu. Sau nhiều năm lao động xa quê, hơn 2 năm trước, anh Lê Trọng Hải ở thôn Thọ Sơn 1, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa và người thân đã quyết định trở về địa phương lập nghiệp. Nhờ học được nghề làm cơm cháy, anh và gia đình đã đầu tư sản xuất mặt hàng này. Chỉ sau một thời gian ngắn có mặt trên thị trường, sản phẩm cơm cháy Tân Châu đã được người tiêu dùng ở nhiều tỉnh thành ưa chuộng. Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng 1 tấn sản phẩm, tạo việc làm ổn định cho khoảng 20 lao động, chủ yếu là đoàn viên thanh niên. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, đoàn viên trên địa bàn xã Tân Châu đã phát triển thêm cơ sở sản xuất cơm cháy, đồng thời nỗ lực đáp ứng các quy định để sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP của xã. Luôn luôn quán triệt với lại đội ngũ công nhân là phải dọn dẹp vệ sinh nhà xưởng trước khi sản xuất và phải đeo bao tay, khẩu trang trước khi làm việc. Thực tế thì đã được các cơ quan chức năng đến và kiểm tra và đã cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguyên liệu lấy thì đang là ở các nguồn được các bên có giấy an toàn vệ sinh thực phẩm. Xưởng đang tiến hành làm một số thủ tục để đăng ký nhãn hiệu, cải tiến mẫu mã chất lượng để xây dựng sản phẩm OCOP. Huyện Thiệu Hóa hiện có gần 150 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Gần 60% sản phẩm thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn được kiểm soát các điều kiện an toàn thực phẩm. Trong số đó, có nhiều cơ sở sản xuất do đoàn viên thanh niên làm chủ. Để hỗ trợ các đoàn viên thanh niên phát triển sản xuất, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Thiệu Hóa thường xuyên quan tâm động viên, hỗ trợ các chủ cơ sở tiếp cận cơ chế chính sách của huyện, của tỉnh về sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước khi nhập về cái hàng tỏi tươi thì chúng tôi phải tìm cái nguồn gốc tỏi là ổn định và đạt tiêu chuẩn nhất. Khi đã vào lò lên men thì là nó sẽ đạt được cái độ ngọt, độ dẻo thì mới ra được thành phẩm. Củ mà đạt tiêu chuẩn nhất thì mới cho vào khâu đóng gói. Trong thời gian tới thì các cấp bộ đoàn trong huyện sẽ tăng cường hỗ trợ thanh niên trong các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, đồng hành cùng thanh niên để phát triển và xây dựng cái thương hiệu OCOP để giới thiệu sản phẩm và nâng cao giá trị cho sản phẩm nông nghiệp của quê hương. Đến nay trên địa bàn huyện Thiệu Hóa có hàng chục cơ sở sản xuất do thanh niên làm chủ được công nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sự tham gia tích cực hiệu quả của các đoàn viên thanh niên trong các hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn đã góp phần nâng cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Mời quý vị và các bạn theo dõi một điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Trước nhu cầu tiêm vaccine của người dân, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo giao bán và tiêm dịch vụ vaccine phòng COVID-19. Báo điện tử Chính phủ đã khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những thông tin không chính thống về việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo đại diện hệ thống tiêm chủng VNVC, công ty cổ phần vaccine Việt Nam, vaccine là một dạng hàng hóa rất đặc biệt.
Mỗi lô vaccine phòng COVID-19 khi nhập khẩu về Việt Nam phải được Cục Quản lý Dược Bộ Y tế kiểm soát cấp phép lưu hành. Tất cả các vaccine đều được phải bảo quản với điều kiện rất khắt khe. Thao tác mở lọ vaccine, tiêm vaccine cũng phải đúng quy trình chuẩn. Vì vậy, người dân cần cảnh giác trước các thông tin không chính thống, mạo danh mời đăng ký tiêm vaccine COVID-19 đang lan truyền hiện nay để tránh nguy cơ bị lừa đảo tiêm vaccine COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng và an toàn, có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nguy cơ sốc phản vệ hoặc thậm chí biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng. Theo thông tin trên báo Đại đoàn kết, Vietnam Airlines vừa ký kết hợp đồng tín dụng với 3 ngân hàng thương mại với tổng số tiền cho vay 4.000 tỷ đồng để vượt khó trong dịch bệnh. Động thái này đang khiến các chuyên gia kinh tế băn khoăn liệu như vậy có công bằng với các hãng hàng không khác hay không. Trước đó, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines đang bên bờ vực phá sản khi tiếp tục thua lỗ nặng nề. Các hãng hàng không tư nhân như Vietjet Air, Bamboo Airways thì cạn dần nguồn lực về tài chính. Chính vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu trình Chính phủ cơ chế hỗ trợ lãi suất 4% cho khoản vay tín dụng cho năm 2021-2023 để giúp các hãng hàng không tư nhân giải quyết thanh khoản, duy trì nguồn lực và phát triển, tương tự như gói hỗ trợ cho Vietnam Airlines. Tuy vậy, hiện mới chỉ có hãng hàng không quốc gia được ưu tiên hỗ trợ vốn vay. Tờ báo cho rằng, rõ ràng đối xử bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân còn khoảng cách quá xa giữa nói và làm, giữa quy định của luật pháp và thực tế triển khai. Trước tình trạng giá phân bón tiếp tục tăng cao, một số ý kiến đề xuất cần tạm ngừng xuất khẩu để bình ổn thị trường trong nước. Tuy nhiên, theo Cục Hóa chất Bộ Công Thương, hiện chưa đủ cơ sở để thực hiện đề xuất này. Phân tích trên báo Tin Tức. Bài báo phân tích, hiện tổng nguồn cung phân bón từ sản xuất trong nước và nhập khẩu tương đối ổn định, đạt trên 6,6 triệu tấn. Trừ đi lượng phân bón đã xuất khẩu thì cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu trong nước. Trước ý kiến đề xuất tạm dừng xuất khẩu phân bón, đại diện Bộ Công Thương cho biết, theo quy định có thể áp dụng biện pháp tạm ngừng xuất khẩu đối với hàng hóa, nhưng phải trong trường hợp mất cân đối nghiêm trọng của cán cân thanh toán hoặc các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác. Tuy lượng xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng cao, nhưng tổng nguồn cung từ sản xuất và nhập khẩu cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu trong nước. Trong khi đó, giá phân bón tăng trong thời gian vừa qua vì nhiều lý do khác nhau như giá phân bón thế giới tăng, sự tăng giá của một số nguyên liệu đầu vào, sự gia tăng của chi phí vận chuyển, nhu cầu tăng, chưa có cơ sở khẳng định sự thiếu hụt về nguồn cung. Theo thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam, Việt Nam hiện đang phải đối mặt với tình trạng chênh lệch mức sinh đáng kể giữa các vùng tỉnh, thành phố. Đặc biệt, 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp, thậm chí một số tỉnh mức sinh đã xuống rất thấp, tập trung ở khu vực Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và Duyên Hải, miền Trung. Mức sinh là một yếu tố cấu thành của dân số, do vậy những biến động của mức sinh, dù cao hay thấp, đều có tác động trực tiếp đến quy mô, cơ cấu, phân bố dân số và sẽ gây bất lợi cho ổn định xã hội và phát triển đất nước. Đặc biệt, mức sinh thấp, kéo dài sẽ làm suy giảm quy mô dân số, thiếu hụt lực lượng lao động, đẩy nhanh tốc độ già hóa dân số, ảnh hưởng đến an sinh xã hội, gia tăng các dòng di cư, tác động đến ổn định xã hội và phát triển đất nước. Để thực hiện tốt chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, các tỉnh thành phố đã đặt mức sinh thay thế và có mức sinh thấp, cần ra soát bãi bỏ các chính sách, khuyến khích sinh ít con, hướng đến mục tiêu duy trì mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy tại các bến khách ngang sông trong mùa mưa bão, Ủy ban dân huyện Hoàng Hóa đang chỉ đạo công an huyện tăng cường phối hợp với Ủy ban dân các xã trên địa bàn huyện có đò ngang, thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động vận chuyển khách ngang sông. Bến đò Cồn Đình thuộc xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa, đi xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc. Mặc dù trước đây chưa được cấp phép mở bến, nhưng vẫn lén lút hoạt động. Thực hiện văn bản 1008 của Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa về tăng cường đảm bảo hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh, Ủy ban dân huyện Hoàng Hóa đã trích kinh phí đầu tư đường lên xuống bến đò và nhà chờ cho khách theo đúng tiêu chí quy định bến khách ngang sông. Đến nay, bến đã được cấp giấy phép mở bến. Tại bến khách ngang sông xã Hoàng Yến, Ủy ban dân huyện Hoàng Hóa đã yêu cầu Ủy ban dân xã Hoàng Yến và lực lượng công an xã tăng cường công tác kiểm tra, quy định mặc áo phao cho người đi đò, cũng như nhắc nhở người qua sông tuân thủ quy định về vệ sinh phòng dịch. Trong những ngày mưa bão thì chúng tôi sẽ yêu cầu chủ phà là cam kết là dừng các hoạt động vận tải hành khách để mà nhằm đảm bảo cho phương tiện cũng như người tham gia giao thông. Chúng tôi tổ chức ký cam kết yêu cầu chủ phà thực hiện các biện pháp an toàn để đảm bảo công tác phòng chống dịch như là có khẩu trang rồi bình sát khuẩn để trên phà và thực hiện giãn cách xã hội theo đúng quy định của công tác phòng chống dịch. Huyện Hoàng Hóa hiện có 6 bến khách ngang sông. Để tăng cường đảm bảo hoạt động bến khách ngang sông trong mùa mưa bão, Ủy ban dân huyện Hoàng Hóa đã yêu cầu công an huyện phối hợp cùng Ủy ban nhân dân và công an các xã có bến khách ngang sông tập trung tuyên truyền,
cho chủ đò ký cam kết chấp hành quy định vận chuyển khách đi đò, nghiêm cấm hoạt động vận chuyển khách ngang sông khi có mưa bão. Đồng thời, công an huyện Hoàng Hóa tăng cường công tác kiểm tra đột xuất hoạt động vận chuyển khách, giám sát việc tuân thủ quy định trang bị dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế, áo phao, dụng cụ nổi cho hành khách đi đò, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Từ đây, chúng tôi sẽ được kết thúc bản tin theo ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.